Chúng ta sẽ sang một cấu trúc vòng lặp thứ hai là cấu trúc vòng lặp while. Rõ ràng dựa vào các ví dụ của bài trước, các bạn có thể thấy là cấu trúc vòng lặp for rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, cấu trúc vòng lặp for có một nhược điểm, đó là các bạn phải chỉ rõ được số vòng lặp. Cấu trúc vòng lặp while không cần chỉ rõ số vòng lặp, chúng ta vẫn có thể thực hiện quá trình lặp được. Tôi sẽ lấy một ví dụ về cấu trúc vòng lặp while để chúng ta có thể hiểu được. Cấu trúc vòng lặp while được bắt đầu bằng từ khóa while và kết thúc bằng từ khóa end. Logic của cấu trúc vòng lặp while là ở đây sẽ có một cái điều kiện. Chương trình sẽ kiểm tra khi chạy đến cấu trúc vòng lặp này, chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thỏa mãn thì các câu lệnh ở phía trong này sẽ được thực hiện. Nếu điều kiện thỏa mãn, các câu lệnh sẽ được thực hiện. Chúng ta sẽ quay về cái bài toán tính tổng của n số tự nhiên liên tiếp. Tôi sẽ giải quyết bài toán này bằng cấu trúc vòng lặp while để các bạn có thể hiểu được. Và sau đó chúng ta sẽ lấy ví dụ về cấu trúc vòng lặp while mà cấu trúc vòng, nếu mà chúng ta xử lý bằng vòng lặp for, chúng ta sẽ không thực hiện được. Đầu tiên là tôi sẽ có n, giả sử tôi cho bằng 100. Tôi sẽ khởi tạo cái tổng của tôi ban đầu là bằng 0. Ở đây tôi có một biến gọi là biến chạy y. Biến chạy y sẽ được khai báo trước. Tại sao biến chạy y phải được khai báo trước? Tôi sẽ cho biến chạy y của tôi bằng 0. Biến chạy y cần được khai báo trước để chương trình, để vòng lặp có thể thực hiện được ngay từ bước lặp đầu tiên. Đó là chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện y này. Chúng ta sẽ so sánh y với n. Y với n. Tôi sẽ lưu ví dụ thành là ví dụ 20. Chương trình sẽ kiểm tra điều kiện y với n. Nếu như y đang còn nhỏ hơn hoặc bằng n. Nhỏ hơn hoặc bằng n. Tôi sẽ để nhỏ hơn. Thì chương trình sẽ thực hiện phép cộng dồn. Tức là n lớn sẽ bằng chính nó cộng với y. Và sau mỗi một lần lặp, chúng ta lại tăng y lên. Chúng ta lại tăng y lên một đơn vị. Khi sử dụng vòng lặp while, nó có một nhược điểm là nó sẽ rất dễ gây ra cái hiện tượng gọi là hiện tượng lặp vô hạn. Nếu như các bạn không tăng cái chỉ số y này lên, thì rõ ràng là nếu các bạn không tăng chỉ số y lên, điều kiện lúc nào cũng được thỏa mãn. Và khi điều kiện luôn luôn được thỏa mãn thì vòng lặp này sẽ được chạy mãi mãi. Đấy là cái nhược điểm của vòng lặp while so với vòng lặp for. Tuy nhiên, tôi không cần quan tâm đến số vòng lặp đây là bao nhiêu. Cứ khi nào điều kiện của tôi được thỏa mãn thì vòng lặp sẽ được thực hiện. Và đây tôi sẽ tăng cái số vòng lặp lên. Tăng cái giá trị của biến chạy y lên một đơn vị. Ở lần đầu tiên y bằng 0, n của chúng ta sẽ bằng 0 cộng với 0 và bằng 0. Tôi sẽ tăng y lên một đơn vị. Lúc này n bằng 1. Tôi lại so sánh 1 với 100. Rõ ràng là 1 nhỏ hơn 100, điều kiện chúng ta được thỏa mãn. Và n lớn lúc này sẽ bằng 0 cộng với 1 và sẽ bằng 1. Tương tự như vậy, cứ tương tự như vậy cho đến khi nào y bằng 99. Khi y bằng 99, nó sẽ so sánh với 100. Khi y bằng 99, nó sẽ so sánh với 100. Lúc này nó sẽ nhỏ hơn 100 thì n của chúng ta sẽ bằng các cái tổng từ 1 đến 98 cộng với y là 99. Tiếp tục, tôi sẽ tăng y lên một đơn vị. Lúc này sau cái vòng lặp sau cái lần thứ 99, tôi sẽ có y bằng 100. Tôi sẽ tiếp tục so sánh với n để chúng ta có thể cộng đủ giá trị của 100 số. Tôi sẽ phải để điều kiện ở đây là nhỏ hơn hoặc bằng, bởi vì nếu chúng ta để điều kiện nhỏ hơn thì chúng ta chỉ cộng đến 99 thôi. Tí nữa chúng ta sẽ thử. Vậy thì tôi sẽ để dấu bằng ở đây. Và lúc này y của chúng ta bằng 100. Y của 100 sẽ thỏa mãn điều kiện là nhỏ hơn hoặc bằng 100. Vậy thì n sẽ bằng tiếp là n trước đó cộng với 100. Như vậy là chúng ta tính đủ tổng của 100 số. Tính tổng đủ 100 số tự nhiên liên tiếp. Và tôi sẽ chạy chương trình. Trước khi chạy thì ta sẽ dùng câu lệnh this để hiển thị ra. Tôi sẽ copy từ cái ví dụ số 18. Ta sẽ có tổng của n số tự nhiên liên tiếp là n lớn. Tôi sẽ chạy chương trình và quay lại màn hình. Các bạn thấy là tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp là 5050. Nếu như các bạn để điều kiện là nhỏ hơn ở đây,
thì rõ ràng chương trình của chúng ta nó sẽ chỉ lập đến giá trị y khi y bằng 99 nó đã dừng lại rồi. Bởi vì xin lỗi, khi y bằng 100 nó sẽ không thực hiện tiếp cái vòng lặp cuối cùng là tính tổng 100. Như vậy các bạn thấy là nếu để điều kiện nhỏ hơn thì tổng của chúng ta nó sẽ không đạt yêu cầu, là sẽ là 49-50. Các bạn hết sức lưu ý cái chỗ điều kiện này. Đây là một ví dụ cho thấy là vòng lặp while tương tự như vòng lặp for. Chúng ta chỉ cần thêm một biến chạy y vào đây thôi ạ. Thêm biến chạy y vào. Trong vòng lặp chúng ta chỉ cần nhớ việc tăng cái giá trị của biến chạy lên một đơn vị để chúng ta có thể lặp được. Chúng ta có thể thực hiện việc tính giai thừa với vòng lặp while này. Trong trường hợp lúc nãy chúng ta sẽ có, tôi sẽ sửa luôn cái ví dụ này. Giả sử tôi có n bằng input. Tôi sẽ cho người dùng nhập vào. Và để tính, trong trường hợp này chúng ta không phải tính tổng nữa mà là tính giai thừa. Để tính giai thừa thì rõ ràng là chúng ta phải thực hiện phép nhân. Và các bạn khởi tạo giá trị n ban đầu bằng 1. Vòng lặp y đầu tiên của chúng ta sẽ bằng giá trị y đầu tiên bằng 1. Tôi sẽ so sánh y với n. Nếu y nhỏ hơn hoặc n thì n của chúng ta sẽ bằng n nhân với y. Và y sẽ bằng y cộng với 1. Như vậy chúng ta sẽ có giai thừa. Tôi sẽ chạy chương trình, các bạn thấy là khi n bằng 6 chúng ta sẽ có kết quả là 7.20, giống như đối với vòng lặp for. Tôi sẽ lấy một ví dụ khác để chúng ta có thể thấy được khả năng của vòng lặp while. Ở đây tôi sẽ có phân tích chuỗi Taylor của một hàm sin. Sin x sẽ bằng trừ 1 mũ n nhân với x mũ 2n cộng 1 chia cho 2n cộng 1 giai thừa, lấy tổng từ 0 cho đến dương vô cùng. Rõ ràng là phương pháp chúng ta dùng ở đây là phương pháp cộng dồn. Khi số phần tử tăng lên thì giá trị của sin x sẽ là giá trị gần đúng. Và khi số hạng tăng lên vô hạn thì sẽ là giá trị đúng của sin x. Tuy nhiên chúng ta không thể thực hiện một phép lấy tổng vô hạn được. Chính vì thế ở đây chúng ta sẽ phải có một giới hạn nhất định. Và yêu cầu đặt ra là cái giá trị mà chúng ta dừng lại ở đây. Yêu cầu đặt ra là giá trị mà chúng ta dừng lại phải thỏa mãn được sai số cho phép là epsilon cho trước. Tôi sẽ đặt giá trị epsilon cho trước bằng 10 mũ trừ 3. Các bạn có thể viết 10 mũ trừ 3 là 1, e và trừ 3. Chương trình sẽ hiểu là 10 mũ trừ 3. Epsilon của tôi cho trước là 10 mũ trừ 3. Và mục tiêu là sai số của chúng ta sẽ phải nhỏ hơn epsilon. Đầu tiên tôi đặt sai số của chúng ta bằng 1. Để thực hiện được vòng lặp while, tôi sẽ so sánh sai số với epsilon. Điều kiện của tôi là nếu như sai số lớn hơn epsilon thì tôi sẽ thực hiện việc thêm số phần tử vào tổng, thêm số phần tử vào tổng. Rõ ràng là nếu như sai số vẫn đang còn lớn thì chúng ta vẫn thực hiện phép thực hiện tính tổng cộng dồn này, và mỗi một lần chúng ta sẽ update cái sai số này. Logic là như thế. Chúng ta sẽ update sai số. Sai số của chúng ta sẽ bằng gì ạ? Sai số của chúng ta sẽ bằng giá trị sin xấp xỉ. Ở đây tôi sẽ có một giá trị sin xấp xỉ của tôi là đặt là sin x. Sin x đầu tiên tôi sẽ khởi tạo bằng 0. Và y của tôi sẽ khởi tạo bằng y của tôi sẽ khởi tạo bằng 1. Y của tôi là bước chạy. Tôi sẽ lưu ví dụ là ví dụ 21. Khi sai số được thay đổi thì mỗi một lần sai số thay đổi chúng ta sẽ lại kiểm tra với cái điều kiện epsilon này. Tôi sẽ có sin x của tôi sẽ bằng trừ 1 mũ n. N của chúng ta trong trường hợp này sẽ là y. Tôi sẽ để y bằng 0 bởi vì n chúng ta bắt đầu bằng 0. Chúng ta sẽ có trừ 1 mũ y. Sau đó nhân với cái gì ạ? Nhân với x mũ 2n cộng 1. Chúng ta sẽ quay lại xem lại công thức. Chúng ta sẽ có x mũ 2n cộng 1. X mũ 2n. 2n đây là 2y cộng với 1. Và tất cả chúng ta chia cho 2n cộng 1 giai thừa. Hàm tính giai thừa trong phần mềm MATLAB chính là hàm factorial. Factorial của tôi sẽ là 2y cộng với 1.
Như vậy là chúng ta đã có sinh x. Tôi sẽ yêu cầu người dùng nhập vào giá trị của x. X của chúng ta sẽ do người dùng nhập vào. Tôi sử dụng hàm input x bằng. Vậy thì ở đây ta sẽ có là gì? Sin x sẽ bằng, trong trường hợp đầu tiên y bằng 0. Sin x sẽ bằng trừ 1 mũ y. Sau đó nhân với x mũ 2n cộng 1 chia cho 2n cộng 1 giải thừa. Như vậy là chúng ta sẽ có cái giá trị đầu tiên. Và để thực hiện công thức cộng dồn, chúng ta sẽ thêm vào, ở đây là sin x cộng với phần tử tổng quát này. Sai số được update, sai số sẽ bằng sin thật của x và trừ đi sin xấp xỉ. Và chúng ta sẽ lấy gì? Chúng ta sẽ lấy trị tuyệt đối là hàm ABS. Lúc này sai số đã được update và tôi sẽ tăng cái biến chạy lên. Biến chạy lúc này sẽ bằng y cộng 1. Sai số được update và biến chạy y bằng y cộng 1. Các bạn có thể thấy ở đây là gì? Tại sao chúng ta khởi tạo cho sai số bằng 1? Các bạn có thể khởi tạo bất kỳ một giá trị nào của sai số, miễn là sai số này lớn hơn epsilon. Khi sai số lớn hơn epsilon, có nghĩa là điều kiện chúng ta là được thỏa mãn, thì chúng ta sẽ tính tiếp cái tổng này, tức là chúng ta sẽ thêm các phần tử vào. Chương trình chỉ dừng lại khi mà sai số nhỏ hơn epsilon thôi. Như vậy là khi sai số nhỏ hơn epsilon thì chúng ta sẽ dừng lại, không thêm phần tử nào vào nữa, vào cái tổng sin x nữa. Như vậy là đạt yêu cầu. Chúng ta sẽ hiển thị ra bên ngoài giá trị của, tôi sẽ dùng cái hàm dist và tôi sẽ copy cái câu lệnh này trong ví dụ số 19. Chúng ta sẽ có sin của mở ngoặc x đóng ngoặc và ghi dấu bằng. Ở đây ta sẽ có là sin x. Tôi sẽ chạy chương trình để các bạn có thể thấy. Khi x bằng pi chia cho 2. Rõ ràng khi x bằng pi chia 2, sin của chúng ta sẽ bằng 1. Tuy nhiên đây vì là giá trị xấp xỉ cho nên sin sẽ bằng 0. Giá trị này đã được sai số của nó đã thỏa mãn là nhỏ hơn 10 mũ trừ 3. Tôi sẽ tăng cái sai số này lên là 10 mũ trừ 5. Thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta tính vẫn x bằng pi trên 2, cái giá trị sin xấp xỉ chúng ta đã khác hẳn. Nó đã bằng 1. Tại vì sao? Tại vì cái số phần tử trong chuỗi Taylor đã được tăng lên.